Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh quy trái cây với các nguyên liệu đơn giản và ít chất béo. Món này sẽ giống như món bánh quy sữa chua mình đã giới thiệu, tuy nhiên thì công thức sẽ giảm lượng chất lỏng nên sẽ dễ làm hơn. Bánh giòn tan trong miệng, thơm mùi trái cây. Hôm nay mình dùng hai loại trái cây là dâu tây và xoài, nó mang lại cho món bánh quy của mình hương vị và màu sắc tự nhiên. Món bánh quy này có thể thành món snack đơn giản cho mọi nhà, đảm bảo các bạn và đặc biệt là các bé sẽ thích mê nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Nguyên liệu mình cần như sau. Với mỗi công thức thì mình sẽ làm được khoảng 110 cái bánh quy nhỏ xinh như mình. Lượng đường trong công thức mình có thể giảm đi nếu hoa quả đã tương đối ngọt, tuy nhiên thì ta không nên giảm quá 5g, sẽ làm hỗn hợp bị chảy lỏng. Ở đây nếu các bạn dùng nước trái cây thì vì nó loãng hơn nên mình sẽ cho ít hơn so với dùng các loại trái cây xay. Nếu mọi người muốn để bánh trong thời gian dài tránh ẩm thì có thể dùng một ít bột ngô trộn cùng với trái cây xay hoặc nước trái cây. Tuy nhiên nếu không dùng thì bánh sẽ giảm được vị bột, sẽ làm tăng hương vị ngon và tan trong miệng cho bánh của mình nhé. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần trái cây. Nếu dùng nước trái cây thì mọi người hầu như chỉ cần vắt lấy nước là được. Còn với các loại hoa quả có thịt thì mình sẽ xay nhuyễn. Sau đó mình lọc bỏ lấy phần sơ. Phần hoa quả xay này thì mình sẽ cho lên bếp đun cho bay bớt hơi nước, cho hỗn hợp hơi sệt lại. Việc đun này sẽ giúp cho ta thêm vào bánh quy được nhiều hương vị hoa quả nhất có thể và thêm vào đó cũng làm giảm rủi ro hỗn hợp bị lỏng nhé. Khi đã sệt thì mình sẽ để nguội. Mình sẽ tách lấy lòng trắng của một quả trứng. Mọi người chú ý là mình cần để trứng về nhiệt độ phòng rồi mới dùng, như vậy trứng mới bông tốt. Thêm vào đó, âu đánh và que đánh của mình phải hoàn toàn sạch sẽ và không dính dầu mỡ nhé. Sau đó thì mình cho vào xíu muối. Mình đánh đến khi nổi bọt thì cho vào một chút xíu nước cốt chanh. Nước cốt chanh giúp cho lòng trắng của mình bông tốt và ổn định hơn. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng xốp, nổi bọt như thế này thì mình cho vào đường. Ta sẽ đánh tiếp. Mọi người xem lòng trắng phải thật dẻo, không nhìn thấy bọt khí lớn và không còn rung rinh như thế này mới được. Lòng trắng đánh chưa đạt thì hỗn hợp của mình rất dễ bị chảy, lỏng khi trộn hỗn hợp trái cây vào nhé. Sau đó ta cho vào 20ml dâu tây xay. Nếu bạn nào dùng bột ngô thì ta sẽ hòa bột ngô với 20ml hoa quả xay rồi cũng trộn vào lòng trắng nhé. Ta sẽ cần trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên để không làm vỡ bọt khí. Sau đó mình chỉ cần cho vào túi bắt kem là được. Hôm nay mình sẽ dùng thảm silicone để nướng, mọi người cũng có thể dùng giấy nến. Vì bánh quy này hầu như là không nở nên mọi người cứ thoải mái bóp hơi sát nhau một chút, ta sẽ nướng được nhiều bánh mượt mẻ hơn. Ở đây mình dùng đuôi Wilton 2D khi bóp ra khá là sắc nét.
Sau đó mình sẽ nướng bánh trong lò đã làm nóng ở 100 đến 110 độ C trong vòng 70 đến 90 phút tùy lò. Việc nướng bánh này thực sự không khó đâu vì đơn giản là mình nướng ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài, đến khi bánh khô giòn lại thì thôi. Nếu bạn nào mà thấy bánh bị vàng mặt thì nghĩa là nhiệt độ trong lò hơi bị cao, khi này thì mình có thể giảm nhiệt độ đi nhé. Khi nướng bánh xong, mọi người có thể để bánh nguội trong lò nướng khoảng 10 phút trước khi lấy ra, thay vì để nguội bên ngoài, bánh sẽ được khô ráo nhất có thể. Bánh chín khô ráo thì mình sẽ lấy bánh ra rất là dễ dàng. Mình làm tương tự với phần xoài xay. Vậy là món bánh của mình đã hoàn thành. Món bánh này mình bảo quản trong hộp kín. Nếu sau một thời gian bánh bị ẩm, mọi người có thể cho bánh lại vào lò sấy ở 100 độ nhé. Nếu các bạn thích, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của mình. Ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.